nồng nhiệt chào đón toàn thể quý vị đại biểu khách quý cùng với đại gia đình Fashion đang có mặt trong bữa tiệc Year Party 2018 ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu thầy Đỗ Hoài Nam, chuyên gia cố vấn chính trị của Fashion. Anh Lê Thanh Tùng, tổng giám đốc của Fashion. Phó tổng giám đốc phụ trách nhân sự. Anh Lê